Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi trang truyền hình cơ sở của Trung tâm Văn hóa Truyền thanh Truyền hình thành phố Điện Biên Phủ. Thưa quý vị và các bạn, những ngày qua, thành phố Điện Biên Phủ đã thực hiện tiêm phòng vaccine phòng COVID-19 cho các lực lượng tuyến đầu chống dịch của Trung tâm Y tế thành phố, Trạm Y tế 12 xã phường và các thành viên Ban chỉ đạo phòng chống dịch cơ sở, theo thứ tự ưu tiên đúng quy định. Ghi nhận của phóng viên chúng tôi. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Trong thời gian 3 ngày, từ ngày 29 tháng 3 đến ngày 31 tháng 3, tại điểm tiêm trạm y tế xã Nà Tấu, thành phố Điện Biên Phủ đã triển khai tiêm phòng vaccine COVID-19 cho gần 300 người từ 18 tuổi trở lên thuộc nhóm lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch theo thứ tự ưu tiên, gồm nhân viên y tế, người làm việc trong cơ sở y tế tại vùng có dịch, người lấy mẫu xét nghiệm, người trực tiếp tiêm chủng vaccine phòng COVID-19, người làm nhiệm vụ truy vết, điều tra dịch tễ, chốt kiểm dịch y tế của các xã, các tổ chức phòng chống COVID-19 cộng đồng thuộc các xã vùng ngoài của thành phố, gồm xã Nà Tấu, Nà Nhạn, Tá Khoang, Mường Phăng. Rồi xã là tâm dịch nên là thực hiện theo cái kế hoạch chung của thành phố về tiêm phòng COVID xã, thì ban chỉ đạo của xã cũng đã phối hợp với y tế rà soát các danh sách và ưu tiên tiêm cho những đối tượng là trực tiếp truy vết các F trên địa bàn xã. Thứ hai là các đối tượng trực tiếp là trực chốt ở các điểm chốt trên xã. Thứ ba là trong ban chỉ đạo của xã phòng chống COVID. Tổng số mà danh sách rà soát và ưu tiên tiêm là 91 người. Và đến bây giờ thì là hiện tại là xã cũng đã thực hiện tiêm được trên 85% tổng số danh sách được ưu tiên tiêm. Tại điểm tiêm trạm y tế phường Thanh Bình đã phối hợp với Trung tâm Y tế thành phố tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19 cho 300 người, gồm 4 phường Nam Thanh, Thanh Bình, Mường Thanh, Thanh Trường và một số nhân viên cán bộ làm công tác phòng chống dịch tại các khu cách ly tập trung như khu cách ly D40, trung đoàn 741. Để đảm bảo an toàn cho việc tiêm vaccine phòng chống COVID-19, UBND thành phố Điện Biên Phủ đã chỉ đạo Phòng Y tế xây dựng kế hoạch, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về nhân lực, cơ sở vật chất, phương tiện, trang thiết bị, dụng cụ y tế. Khu vực tiêm được bố trí hợp lý, khoa học theo hướng một chiều, gồm đầy đủ các khu vực tiếp đón, khám sàng lọc, chờ tiêm, tiêm, theo dõi đầy đủ sau tiêm. Xây dựng kế hoạch buổi tiêm phòng đảm bảo không quá 100 đối tượng trên điểm tiêm, trên buổi tiêm. Thông báo cho các đối tượng đến tiêm theo khung giờ để đảm bảo không tập trung quá đông người trong cùng một thời điểm. Thực hiện kế hoạch số 69 của Trung tâm Y tế thành phố Điện Biên Phủ về việc triển khai tiêm phòng vaccine COVID-19 cho đợt 1 năm 2021, thì tại cái điểm tiêm tại trạm y tế phường Thanh Bình thì chúng tôi gồm tiêm cho 4 phường, trong đó có phường Mường Thanh, Nam Thanh, Thanh Bình và Thanh Trường. Tổng số đối tượng tiêm là 305 đối tượng. Về cơ sở vật chất thì chúng tôi được Trung tâm Y tế thành phố là hỗ trợ về cơ sở trang thiết bị đủ điều kiện đáp ứng cho cái đợt tiêm chủng này. Trong đó về nhân lực thì chúng tôi có 20 đồng chí, trong đó có 14 đồng chí tham gia tiêm, một tổ cấp cứu lưu động và một tổ cấp cứu tại chỗ. Về vaccine thì chúng tôi được cung cấp cho 300 liều để phục vụ cho đợt tiêm này. Còn về triển khai tiêm thì sẽ thực hiện trong hai vòng. Vòng thứ nhất là tiêm từ ngày 25 đến ngày 27 tháng 3 năm 2021. Còn đến vòng thứ hai thì sẽ là sau khi tiêm mũi vaccine đầu tiên thì sẽ phải cách ít nhất là 12 tuần để tiêm mũi 2 tiếp theo. Trong chiến dịch triển khai tiêm thì tất cả các đối tượng khi đến tiêm sẽ phải trải qua 4 bản, đó là bản khám phân loại đầu tiên với khám sàng lọc. Sau đấy chúng tôi sẽ đến bàn tiêm và đến bàn theo dõi sau tiêm. Thì tất cả các đối tượng sau khi qua 4 bàn đấy thì sẽ được theo dõi sau tiêm tại chỗ là 30 phút và thực hiện theo dõi sức khỏe tại nhà trong vòng 14 ngày. Đa phần tất cả các đối tượng sau khi tiêm thì hiện tại sức khỏe bình thường, chưa có biểu hiện gì bất thường. Trước khi tiêm, các đối tượng được tiêm đều được tư vấn, hướng dẫn cụ thể, yêu cầu ở lại theo dõi 30 phút sau khi tiêm và tiếp tục theo dõi sức khỏe ít nhất 7 ngày sau tiêm phòng về các dấu hiệu, thể trạng, tinh thần, nhịp thở, phát ban, triệu chứng tại chỗ, thông báo cho nhân viên y tế nếu có dấu hiệu bất thường.
cung cấp số điện thoại của cơ sở y tế hoặc của cán bộ y tế theo dõi phản ứng sau tiêm chủng tại nhà cho đối tượng sau tiêm vaccine COVID-19. Vaccine được sử dụng là vaccine AstraZeneca gồm 2 mũi. Sau 12 tuần, các đối tượng sẽ tiếp tục được tiêm mũi thứ 2. Hôm nay tôi đến đây là tiêm vaccine phòng chống COVID-19. Khi chúng tôi đến đây thì được đo thân nhiệt và kiểm tra sức khỏe, đo huyết áp. Và sau khi các chỉ số của tôi bình thường thì tôi được tiêm. Và sau khi tiêm xong 30 phút thì hiện nay sức khỏe tôi bình thường, không có biểu hiện gì cả. Bên cạnh đó, các phương tiện như thuốc, dịch truyền chống sốc, máy hỗ trợ thở được trang bị đầy đủ kịp thời tại các điểm tiêm, đảm bảo xử trí kịp thời khi có những trường hợp phản ứng sau tiêm có thể gặp. Sau khi được ban giám đốc giao nhiệm vụ về việc bảo đảm an toàn cho các tiêm phòng vaccine COVID-19, thì tổ cấp cứu của chúng tôi đã họp sau tham mưu cho ban giám đốc về việc chuẩn bị nhân lực cũng như trang thiết bị. Tổ cấp cứu được chia làm hai nhóm, nhóm một tại điểm tiêm chủng, chúng tôi cùng với các cán bộ y tế sẽ túc trực tại các điểm tiếp đón, điểm tiêm phòng và điểm sau tiêm cùng những trang thiết bị tốt nhất, cơ sở thuốc đảm bảo cho việc cấp cứu nhiều nhân lực. Tổ thứ hai gồm có 3 bác sĩ, 6 điều dưỡng và 3 lái xe. Tổ này sẽ túc trực tại trung tâm y tế thành phố, bảo đảm trong việc tiếp cận bệnh nhân và đưa bệnh nhân đến cơ sở y tế một cách nhanh chóng nhất. Ngoài ra, sau đợt tiêm phòng vaccine COVID-19 của người dân đều có số điện thoại của bác sĩ để người dân có thể gọi trực tiếp của bác sĩ và nhận tư vấn của bác sĩ khi cần thiết. Thời điểm này, toàn thành phố đã tiêm phòng được 801 người. Việc tiêm vaccine phòng COVID-19 sẽ được triển khai theo hướng sử dụng hệ thống tiêm chủng mở rộng có sẵn. Thành phố Điện Biên Phủ đã thực hiện tiêm phòng COVID-19 theo đúng kế hoạch đề ra. Cùng với 4 điểm tiêm trên địa bàn, trong thời gian tới, thành phố sẽ tiếp tục tiêm vét những trường hợp còn lại. Vaccine phòng COVID-19 được Bộ Y tế cấp đến đâu, thành phố thực hiện tiêm phòng cho người dân theo thứ tự ưu tiên đúng quy định. Sau khi triển khai xong đợt 1, các đơn vị liên quan tổ chức rút kinh nghiệm để tiếp tục triển khai các đợt tiêm tiếp theo đạt hiệu quả hơn. Thưa quý vị, thưa các bạn, bằng nhiều giải pháp và sự phối hợp đồng bộ, những năm qua, thành phố Điện Biên Phủ đã duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục ở tất cả các bậc học cũng như công tác xóa mù chữ, coi đây là một trong những yếu tố quan trọng để nâng cao chất lượng giáo dục ở địa phương. Thời gian qua, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố đã xây dựng và ban hành hệ thống văn bản chỉ đạo phát triển sự nghiệp giáo dục và thực hiện nhiệm vụ phổ cập giáo dục xóa mù chữ, đưa các chỉ tiêu phổ cập giáo dục vào nghị quyết của Thành ủy, chỉ đạo các phòng ban đoàn thể thành phố triển khai tổ chức thực hiện nhiều giải pháp để đạt được mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Hiện nay, thành phố Điện Biên Phủ có tổng số 58 trường với 24.700 học sinh, trong đó cấp mầm non 26 trường, có 3 trường mầm non tư thục, 264 nhóm lớp, tiểu học 15 trường, 248 lớp, trung học cơ sở 9 trường, 148 lớp, tiểu học và trung học cơ sở 3 trường, trong đó có 1 trường ngoài công lập, 40 lớp. Thành phố Điện Biên Phủ được công nhận đạt chuẩn quốc gia về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi năm 2012, chuẩn quốc gia về phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 3, đạt chuẩn quốc gia về xóa mù chữ mức độ 2 năm 2016, đạt chuẩn quốc gia về phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3 năm 2017. Hàng năm, thành phố vẫn duy trì và nâng cao các tiêu chí đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non trẻ 5 tuổi, tiểu học, trung học cơ sở mức độ 3 và xóa mù chữ mức độ 2 tại 12 trên 12 xã phường. Để làm tốt công tác phổ cập giáo dục các cấp học, thì Phòng Giáo dục và Đào tạo là đơn vị tham mưu cho Ủy ban Nhân dân thành phố, đã tích cực tham mưu để Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ đạo tất cả các tổ chức chính trị, rồi các lực lượng của xã hội vào cuộc để cùng thực hiện công tác phổ cập giáo dục và đào tạo. Đặc biệt là tham mưu cho Ủy ban Nhân dân thành phố kiện toàn các ban chỉ đạo phổ cập từ thành phố đến phường xã và phân công nhiệm vụ rõ ràng cho từng thành viên của ban chỉ đạo phổ cập thực hiện tốt công tác chức trách nhiệm vụ của mình. Thế và kết quả công tác phổ cập giáo dục và đào tạo của thành phố hiện tại năm 2020 đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh ghi nhận là đạt duy trì và đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non trẻ 5 tuổi. Đối với phổ cập giáo dục trung học cơ sở thì đạt
và ở mức là phổ cập mức độ 3. Đối với phổ cập tiểu học thì đã duy trì ở mức độ 3 và đối với 6 mũ chữ thì đang đạt ở mức độ 2. Đó là một kết quả rất đáng tự hào. Thành phố cũng đang là một trong các cái đơn vị của tỉnh là thực hiện dẫn đầu trong công tác phổ cập giáo dục và đào tạo. Thế và với cái công tác này thì đã góp phần tích cực vào việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho tỉnh. Thực hiện tốt công tác tuyển sinh, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm của công tác giáo dục, nhận thức của cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân về mục đích, ý nghĩa, vai trò và nhiệm vụ về công tác phổ cập giáo dục và nhu cầu học tập của con em trong độ tuổi đã có nhiều chuyển biến rõ rệt. Mạng lưới trường lớp không ngừng được mở rộng và quy hoạch hợp lý đã tạo điều kiện cho học sinh đến trường. Hàng năm, các trường luôn quan tâm tới công tác huy động học sinh trong độ tuổi ra lớp, vận động trẻ khuyết tật, trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn đến trường. Để duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục, các trường còn chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, trình độ giáo viên, bố trí và sử dụng đội ngũ giáo viên phù hợp với chuyên môn và sở trường để họ an tâm công tác, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Động viên và tạo điều kiện cho cán bộ, giáo viên của trường tham gia tự học các lớp bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn và nghiệp vụ để nâng cao chất lượng dạy học, qua đó duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục. Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị đối với giáo dục và đào tạo nhằm huy động tối đa đối tượng phổ cập trong độ tuổi đến trường, đảm bảo các điều kiện hỗ trợ dạy và học. Tập trung nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và phát huy tốt nhất tiềm năng, khả năng sáng tạo của mỗi cá nhân. Thực hiện đúng, đủ, kịp thời các chế độ chính sách cho giáo viên và học sinh theo đúng quy định. Nâng cao nhận thức và nhu cầu học tập của mọi gia đình, mọi người dân, xây dựng phong trào toàn dân học tập, xã hội học tập thường xuyên, liên tục, suốt đời. Xây dựng kế hoạch phổ cập giáo dục xóa mù chữ giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 ở thành phố Điện Biên Phủ. Vừa qua, thì công tác phổ cập phường Mường Thanh cũng như được các cơ quan đánh giá cao, đặc biệt đối với trường trung học cơ sở Mường Thanh của chúng tôi, thì về đội ngũ cán bộ, giáo viên, về trình độ, tỷ lệ phần trăm đạt chuẩn, chuẩn chuẩn là 100%, đáp ứng đúng với các tiêu chí đánh giá về phổ cập. Về cơ sở vật chất nhà trường cũng được đảm bảo. Tổng số nhà trường có 16 lớp học, thì các lớp học đều kiên cố. Về hàng năm, cái độ tuổi từ 15 đến 18 tốt nghiệp trung học cơ sở đạt 100%. Trong quá trình sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở thì ở độ tuổi 15 đến 18 thì học sinh đi vào các trường trung học phổ thông chuyên nghiệp giáo dục thường xuyên cũng đạt 100%. Qua công tác kiểm tra hồ sơ thực tế tại phường Mường Thanh cho thấy, phường đã làm tốt công tác phổ cập giáo dục. Số người trong độ tuổi từ 15 đến 60 tuổi được công nhận đạt chuẩn biết chữ mức độ 1 đạt 100%. Số người trong độ tuổi từ 15 đến 60 được công nhận đạt chuẩn biết chữ mức độ 2 đạt 100%. Phường duy trì đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2. Ủy ban dân phường Mường Thanh là cơ quan thường trực ban chỉ đạo phổ cập giáo dục và xóa mù chữ phường và chủ trì tham mưu với thành ủy, ủy ban thành phố ban hành các văn bản của quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo và chịu trách nhiệm quản lý và triển khai thực hiện kế hoạch phổ cập giáo dục xóa mù chữ của phường và hướng dẫn và chỉ đạo về chuyên môn nghiệp vụ và định kỳ là báo cáo theo quy định, chủ động phối hợp với các cơ quan ban ngành liên quan để triển khai thực hiện mục tiêu phát triển giáo dục và đào tạo nói chung và nhiệm vụ phổ cập giáo dục xóa mù chữ nói riêng phù hợp với điều kiện thực tế của phường. Ngoài ra thì tập trung các nguồn lực xây dựng cơ sở vật chất theo hướng dẫn chuẩn hóa và hiện đại hóa, xây dựng hệ thống các giải pháp nhằm giảm học sinh lưu ban bỏ học đi học và không chuyên cần, nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục. Thời gian tới, để thực hiện có hiệu quả, thành phố Điện Biên Phủ tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và toàn xã hội đối với công tác phổ cập giáo dục, phân luồng học sinh sau trung học cơ sở và xóa mù chữ nhằm tạo nền tảng dân trí vững chắc để phát triển nguồn nhân lực có chất lượng, đáp ứng yêu cầu xã hội, tăng cường sự lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy chính quyền các cấp đối với công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ, xây dựng xã hội học tập và đẩy mạnh huy động mọi nguồn lực cho giáo dục, tiếp tục duy trì và nâng cao kết quả công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ, củng cố vững chắc
và nâng cao chất lượng những kết quả đã đạt được. Trang truyền hình cơ sở của Trung tâm Văn hóa Truyền thanh Truyền hình thành phố Điện Biên Phủ đến đây cũng xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình.